Xin chào các bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Small Gym. Hôm nay chúng ta sẽ xử lý một vấn đề thường gặp trong tập luyện và gây nhiều ảnh hưởng đến tập luyện nhất, đó là anterior pelvic tilt, hay còn gọi là võng lưng. Đầu tiên, để xử lý vấn đề võng lưng thì bạn phải học cách thở bằng bụng. Ok, bạn để một tay lên phần ngực và bụng của mình, hít một hơi thật sâu làm thế nào để phần bụng của bạn được phình ra thay vì là ngực. Để xử lý vấn đề này thì cách đơn giản nhất đó là bạn xoay ngược phần xương chậu trở lại vị trí ban đầu. Thì để thực hiện động tác thì chúng ta sẽ phải tìm một bức tường phẳng. Bạn đứng sát tường sao cho gót chân chạm, từ gót chân đến đỉnh đầu chạm vào bức tường. Ok, chúng ta sẽ có phần lưng hơi võng lên một chút. Thì bạn làm cách nào đó đẩy phần lưng của bạn cong vào lấp cái khoảng trống ở phần dưới lưng, rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Làm từ 3 đến 5 hiệp, với mỗi hiệp từ 10 đến 15 cái. Nếu bạn cảm thấy khó khăn với động tác trước và tình trạng võng lưng của bạn đã quá nặng thì bạn có thể làm nhẹ bài tập đi với việc cho hai vật cao phía dưới ngón chân cái. Làm như vậy thì xương chậu của bạn sẽ xoay được dễ dàng hơn và ít gây áp lực hơn.